và hay nổi sân có phải một phần do nghiệp. Con thấy có người họ không theo đạo Phật mà rất ít khi sân hận, mà trong khi con lúc nào cũng dặn tâm mình kiểm soát hành vi mà rất khó thực hiện, vậy có phải do nghiệp không? Thứ nhất là đừng có cái gì đổ thừa cho nghiệp. Đừng có cái gì đổ thừa cho nghiệp. Rồi tới hồi mình phạm giới thì cũng đổ thừa cho nghiệp, nó kỳ lắm. Có nhiều khi nó còn ở cái sự quyết định của mình nữa. Nói trước là để quý vị tránh cái gọi là cái tư thế đổ thừa. Cái thứ hai đó là đúng là khi chúng ta tái sanh nó còn tùy theo chúng ta tái sanh bằng cái tâm gì. Có người tái sanh bằng cái tâm vô sân đó, thì người đó khi mà sanh ra họ sẽ khó nóng giận hơn. Còn người tái sanh mà không có cái nhân vô sân đó, thì khi sanh ra họ dễ nóng giận hơn. Thì nó thuộc về cái phiền não khi tái sanh. Tuy nhiên chúng ta không nên dùng nó để biện minh cho mình nha. Rất dễ gặp trường hợp là biện minh, tôi là người nóng tánh cho nên tôi vậy đó. Không được. Mình phải ngay cả cái chuyện mà đố kỵ, bản thân cái tâm đố kỵ nó là tâm ác, thì mình phải thấy ác nghiệp là mình tránh. Tôi nói như vậy nè, nó giống như cơ thể của mình nó tỏa ra một cái mùi hương hấp dẫn rắn độc. Rồi khi mình đi vào rừng á, rắn độc nó dễ tìm tới mình hơn người khác. Thì mình không thể nào mình nói rằng bởi vì đây là do cơ thể của tôi nó cấu tạo như vậy thì thôi rắn cứ tới cắn thoải mái đi. Đâu có. Mà mình cứ hễ thấy là mình tránh. Người ta lâu lâu người ta mới gặp một con là người ta tránh một con. Còn mình gặp hoài là mình phải tránh hoài. Là mình càng phải nỗ lực hơn người ta, chứ mình không thể nào mình biện minh là tại cái tánh tôi vậy nha. Tôi nói ngay cả khi do cái tâm tục sanh của quý vị nó thiếu cái nhân vô sân đi chăng nữa thì nó cũng là điều kiện để cho mình dễ nổi sân, mình dễ đố kỵ. Thì cái trách nhiệm của mình á là mình phải càng nỗ lực mình tránh nó, bởi vì á mình càng tránh nhiều thì mình càng đỡ tạo ác nghiệp. Còn mình nói cái tánh tuần vậy thì thôi ác nghiệp tạo thoải mái, đi địa ngục miệt mài là hỏi có đường về luôn nha. Khi mà mình tức giận á là tại vì mình chưa đủ đồng bao dung, còn khi mình đố kỵ á là vì mình chưa đủ ưu tú. Ở đây á, quý vị nào á hay có tâm sân, tâm đố kỵ, cho quảng cáo một chút nha, liên hệ riêng Siêng Tâm chỉ cho cái bí quyết. Liên hệ riêng Siêng Tâm chỉ cho cái bí quyết. Còn đây á, nói sơ chút xíu, nói sơ chút xíu. Thật ra đó, thật ra nhiều người hay nói là sư, ông sư đó ông sân quá, ông sư đó ông ghê quá, ông có sửa được không sư? Thì ở đây sư mới nói cái quan trọng nhất là cái tâm dằn vặt khi mà mình bị sân. Có nghĩa là sao? Cái người đó họ sân lên rồi cảm thấy họ mệt mỏi đâu có về cái sân hận đó, ngay bản thân họ muốn sửa mà chẳng qua không biết đường sửa, không ai chỉ sửa, không làm không có cách nào để sửa mà cứ làm theo cái bản năng hoài. Mỗi lần họ sân hận lên họ đau đớn, họ mệt mỏi, họ cảm thấy nhãn ráng nản, giống như mà ở với vợ 40 năm thấy mặt vợ muốn ói vậy đó, thì nó mới sửa được. Còn mà mình dạo cái kiểu như sự hành tệ mới nói hồi nãy đó, tại tôi vậy, tức là mình sân xong rồi mình cũng ăn ngủ đắp mền như thường thì thua. Xin thưa, không bao giờ cái người có cái tâm như vậy, có ý như vậy và cái đổ thừa như vậy muôn đời không để nào sửa được cái tánh sân. Cái người mà mình kém phước, mình sinh ra nó có cái sự nóng giận, có cái sự sân nhiều, thì mình phải tu tập rất là nỗ lực, tu tập rất là nỗ lực, chứ không phải một ngày một bữa, tính bằng chục năm quý vị. Nhưng mà người ta biết là sai rồi, người ta sửa còn không được.
Chị uổng chi là cái người mà cứ kiểu như là sân kệ nó đi, không tại tánh tôi vậy, hay là họ không quan tâm tới cái chuyện họ bà sửa cái tấm sân, thì cái người đó một cuộc đời 80 năm sau cũng vậy, 80 năm sau cũng vậy thôi. Là Hà Nhi tóc bạc già rồi, đầu tóc bạc nhưng mà tánh như Hà Nhi, tánh như đứa bé, thì nó gặp hiếm, gặp rất là nhiều cái vị như vậy. Và cái điều đầu tiên liếc cái là biết là gì, ông này không có sự tàn quý sau khi ông sân hay không, hay là ông vẫn dùng bình thường, ông về ông có cái sự rai rứt hay không, giống như mà xin lỗi một người phụ nữ ngoại tình ấy, để họ không làm nữa, để họ không làm nữa là cái sự rai rứt, ở cảm thấy có lỗi với chồng, họ sẽ tự kiềm chế nhiều hơn. Thì cũng vậy, khi mình sân xong rồi cái tưởng cũng ăn ngủ thôi, thua rồi. Có những người chuyện gì em sân xong được, khi mà sân rồi là do mình, do mình. Cho nên quý vị không có tu đúng thì quý vị không thể nào quý vị hạn chế được cái tâm sân hận của mình trong cái cuộc sống. Thậm chí đời sống của những vị sư ở trong chùa đó thì chắc chắn là nó sẽ ít phần nhiều va chạm hơn ở ngoài đời. Thì ông sư cũng tu một, về cái tâm sân này vị sư tu một, quý vị ngoài đời vị tu 10, ngoài đời va chạm rất là nhiều những cái vợ chồng trong nhà và những cái hàng xóm xung quanh, thêm nữa là những cái đối tác làm ăn, những cái người bên ngoài. Tình là thí dụ như sư có lỡ ở trong chùa, sư có lỡ xong với sư hành tại thì mình thân cái sư cũng đi về luôn, lát sư qua sư sám hối không sao. Nhưng mà mình ở ngoài đời đó, mình có sân với người ta cũng mình luôn, ta chửi lại cho ta đâu có nhịn đâu. Cho nên cái người cư sĩ mà muốn tu về tâm sân nó cực kỳ khó hơn là người vị sư ở trong chùa. Cho nên mình phải nói chung là nó không phải là cái lòng bao dung mình chưa đủ, như sư giáo viên nói là bao dung phải dùng bằng buông dao á, mình toàn mình buông dao không à. Cho nên với cái tâm sân này á, phải có cái phương pháp cho nó nghiêm chỉnh và có sự trải nghiệm từng chút một, sự tu tập chứ không phải là một ngày một bữa. Đôi khi nản quá rồi, có những người nản quá họ buông xuôi. Có một vị sư đó cái tâm sân rất là nặng, và khi mà nói chuyện với chúng tôi và là tôi cũng muốn sửa lắm á, mà tôi hoài ngồi thiền rồi tụng lum hết mà nó không có tiến bộ được, rồi họ nản giống như họ kệ đi, tôi chấp nhận số phận rồi, thì giống như là chấp nhận thương đau đi, hỏi tại sao ai đụng tới là nổi sân xong rồi về cũng xin lỗi, xin mà cứ tạo nghiệp nhất. Cái này là vấn đề về tu tập rất là nhiều chứ không phải là một ngày một bữa đâu. Thì là sao còn ai muốn hại thì liên hệ kia.